các cậu đã quay trở lại với Way2Way Anime. Hôm nay là ngày thứ 6 cuối cùng của năm 2021 và ngày mai chúng ta sẽ chính thức bước sang 2022. Vậy thì trong một năm vừa qua, cộng đồng fan anime và các mùa anime đã có những sự kiện gì đặc biệt nhỉ? Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau ôn lại kỷ niệm của năm 2021 để tiếp tục mong chờ vào năm 2022 nhé. Lưu ý là tớ sẽ không nhắc đến toàn bộ các bộ anime được. Sẽ có một bộ chỉ xuất hiện vài giây và cũng có những bộ không xuất hiện. Vậy nên các cậu hãy nhớ xem hết video trước khi bình luận hỏi sao không có bộ này bộ kia nhé. Ngoài ra thì Fanstore cũng đã restock lại các mẫu áo hoodie rồi nha. Các cậu hãy vào ngay Fanstore để sắm cho mình thôi nào. Giờ thì cùng vào với video ngay thôi. Let's go! Đầu tiên thì tớ sẽ chia các sự kiện theo mùa anime. Và câu chuyện muôn thuở mà các cậu luôn thắc mắc đó là cách chia mùa anime. Thì tớ xin nhắc lại như sau. Anime được chia làm 4 mùa phát sóng của Nhật Bản theo thứ tự Đông, Xuân, Hạ, Thu. Mùa xuân từ tháng 4 đến hết tháng 6, mùa hạ từ tháng 7 đến hết tháng 9, mùa thu từ tháng 10 đến hết tháng 12, mùa đông từ tháng 1 đến hết tháng 3. Đây cũng là mùa anime khởi đầu cho một năm. Nếu đã hiểu về cách chia mùa anime thì chúng ta cùng bắt đầu với mùa đông 2021 thôi nào. Có thể nói đây là một mùa mở màn khá tốt trong năm nay với rất nhiều bộ anime chất lượng. Nhưng có một điều khá đáng tiếc rằng những bộ anime hay lại bị lu mờ bởi Attack on Titan Final Season được phát sóng vào cuối năm 2020, đầu 2021. Ngoài việc đây là mùa cuối của bộ anime này thì fan còn hóng Attack on Titan vì sự kiện đổi studio sản xuất từ Wiz sang MAPPA. Việc này đã đưa ra nhiều ý kiến trái chiều, có người cho rằng MAPPA không bằng Wiz, nhưng cũng có người thấy MAPPA đã làm rất tốt trong khả năng của họ. Ngoài Attack on Titan thì chúng ta còn có sự quay trở lại của các bộ anime đàn anh bao gồm Chuyển sinh thành Slam, Dr. Stone, ReZero, Beastars và Miền đất hứa. Nếu Chuyển sinh thành Slam và Dr. Stone vẫn giữ được phong độ từ mùa 1, ReZero và Beastars vẫn là những bộ anime khá hay thì Miền đất hứa được cho là khiến người xem phải thất vọng vì ở phần 2 đã bị cắt quá nhiều để đẩy nhanh tiến độ đến kết phim. Thậm chí bên phía đội sản xuất và tác giả gốc manga còn có động thái ruồng bỏ chính con đẻ của mình khi họ không thèm xuất hiện trong phần credit của phim ở tập 10. Ngoài những anh lớn quay trở lại với mùa mới, thì anime đông 2021 cũng là mùa có nhiều ý kiến trái chiều về việc các bộ anime mới có sự xuất hiện của nhiều yếu tố ecchi hay thậm chí là haiten. Qua Thân nghiệp chuyển sinh và Radio of Healer, các bộ anime mới như Horimiya, Wonderate Priority, Tôi là nhện đấy có sao không, Kemono Jihen đều được đón nhận khá tốt. Và cuối cùng để lựa chọn các bộ anime theo cá nhân tớ, thì bộ anime nổi tiếng nhất mùa này sẽ thuộc về Attack on Titan Final Season. Lý do thì các cậu cũng biết rồi, nó rầm rộ như thế cơ mà. Về bộ anime hay nhất mùa dựa theo cá nhân tớ sẽ là Wonderate Priority vì độ phức tạp, ẩn ý và nội dung cốt truyện, cũng như mảng hoạt họa và âm nhạc đều rất đỉnh. Còn nếu phải chọn bộ anime tệ nhất mùa thì tớ rất xin lỗi các bạn fan của Miền đất hứa. Manga thì hay, nhưng anime thì tớ buộc phải cho nó ở vị trí cuối. 2. Anime xuân 2021. Nếu mùa trước bị chiếm sóng bởi các đàn anh kỳ cựu thì mùa anime này là sự nổi lên của các tân binh. Đặc biệt phải kể đến là Tokyo Revengers, một bộ anime tuy bị chê là hoạt họa hơi chán một chút nhưng được cái có chuyện khá cuốn hút người xem. Đặc biệt đối với nhân vật Mikey được sử dụng làm avatar nhiều nhất nhì cộng đồng fan anime. Chưa kể lượng fan nữ cũng rất đông, sánh ngang với đàn anh Boku no Hero Academia. Tuy nhiên thì sau khi bộ anime này kết thúc, nó đã để lại nhiều ý kiến trái chiều về việc có nhiều fan hùa, fan toxic, cũng như scandal ngoại tình của diễn viên lồng tiếng cho nhân vật Dragon đã gây ra không ít khó khăn cho bộ anime này. Đây cũng là mùa anime nghiêng về các bộ có yếu tố tình cảm như Gửi em người bất tử, Cạo râu xong tôi nhặt gái về nhà, Đừng chọc anh nữa mà Nagatoro, 86, Vivi, Full Ride I Song đều là những bộ anime nổi bật của mùa này. Đối với các anh lớn có sự quay trở lại thì chỉ giữ chân được fan cũ như Fruits Basket, The Final, Boku no Hero Academia mùa 5, Nhà Ái Quốc Moriarty mùa 2. Nếu phải chọn bộ anime nổi nhất mùa này thì tớ khá phân vân giữa Cạo râu xong tôi nhặt gái về nhà và Tokyo Revengers. Nhưng với bộ anime tình cảm trên thì nó chỉ thực sự nổi bật vì motif nhặt nữ sinh ở đầu các tập phim. Về sau khi khán giả đã quen thì bộ anime cũng dần ít được nhắc đến. Còn đối với Tokyo Revengers, cùng với những ý kiến trái chiều xoay quanh nó, ngay cả sau khi anime đã kết thúc mùa 1 thì có lẽ vị trí anime nổi nhất của mùa này sẽ thuộc về băng đảng đua xe này rồi. Còn về bộ anime hay nhất thì khá là khó lựa chọn vì mùa này có quá nhiều bộ mà tớ thích. Nhưng bộ anime khiến tớ cảm động và khóc nhiều nhất chính là Gửi em người bất tử. Không chỉ làm tốt về mặt hoạt họa, tình huống và ý nghĩa trong phim cũng khá hay.
Vậy nên nó sẽ là bộ anime mà tớ lựa chọn là hay nhất, dù có thể độ nổi tiếng của nó không bằng những bộ trên. Còn nói về bộ anime tệ nhất thì thực sự là tớ không chọn được. Vậy nên phần này các cậu hãy để lại bình luận phía dưới nhé. Tớ đoán là nhiều cậu sẽ chọn Tokyo Revengers. 3. Anime hạ 2021. Trái ngược với nắng nóng của mùa hè thì các bộ anime trong mùa này lại mang đến cảm giác khá thư giãn, thoải mái đến người xem. Ví dụ như Boku Tachi no Remake, Jahi-sama wa Kuji Kenai, The Duke of Death and His Black Mate, Ka-chan Aquatop đều là những bộ anime mới mang yếu tố tình cảm, kỳ ảo và hài hước, đậm chất cảm giác của mùa hè. Nhưng tiếc rằng đây không phải là mùa anime dành cho những màn ra mắt này, vì độ thu hút của nó thua xa các bộ ở mùa trước. Một phần là vì tính chất của các bộ anime, phần là vì mọi người đang mãi tập trung vào sự quay trở lại của chuyến sinh thành Slam mùa 2. Đi đâu cũng thấy bộ anime này xuất hiện, từ phân tích, giả thuyết đến tóm tắt. Bộ anime Isekai này đã chiếm hết spotlight của các đàn em. Nhưng đối với cá nhân tớ, đặc biệt nhất là sự quay trở lại với cô hầu gái rồng của Kobayashi. Nó không chỉ đánh dấu việc bộ anime này được xuất hiện trở lại với màn ảnh, mà còn là sự nỗ lực vươn lên của Kyoani sau vụ khủng bố phóng hỏa trụ sở chính của xưởng phim. Vì là một fan của Kyoani nên tớ rất vui vì sự quay trở lại này, nhưng nó cũng xảy ra khá nhiều ý kiến trái chiều về việc nhân vật Ilulu có vòng một quá lớn so với cơ thể. Điều này đã khiến nhiều người xem không hài lòng, dù tạo hình này là bám theo nguyên tác manga, cùng với những lý do chính đáng xoay quanh năng lực của cô bé. Gần đây nhất, cô hầu gái rồng của Kobayashi đã phải chịu sự thay đổi tạo hình vì kiểm duyệt nghiêm ngặt của Trung Quốc. Các nhân vật trong phim đều bị giảm kích cỡ vòng 1 và có vẻ như đây là lần đầu tiên số đông ủng hộ việc kiểm duyệt của Trung Quốc vì họ cho Ilulu một cỡ ngực rất phù hợp. Nhưng cá nhân tớ thấy thì nó đã thay đổi khá nhiều về nguyên tác và tính chất nhân vật. Ngoài ra chúng ta còn có sự xuất hiện của Thám tử đã chết, một bộ anime sinh ra để quảng bá light novel và bị đánh giá là đầu voi đuôi chuột cả về hoạt họa lẫn câu chuyện. Điều này đã xuất hiện một định kiến giữa cộng đồng fan anime, đó là trông chờ gì ở một bộ anime chỉ sinh ra để quảng bá cho cái khác. Nhưng bên cạnh đó chúng ta cũng có những bộ anime rất chất lượng, ví dụ như Hồi ký Vanitas, đẹp cả hoạt họa lẫn câu chuyện, và Sony Boy, tuy hay nhưng bị đánh giá là khó hiểu, khiến nhiều người xem bỏ phim ngay từ những tập đầu. Đối với bộ anime nổi nhất mùa này thì tớ đã phân vân giữa Chuyển sinh thành Slam và Thám tử đã chết vì độ thị phi của nó, cũng như sinh ra hẳn cả định kiến mới cho fan anime. Nhưng có lẽ tớ sẽ nghiêng về đàn anh Slam hơn một chút, không chỉ vì độ phổ biến của nó trên các trang mạng xã hội mà còn cả độ duy trì danh tiếng đến tận cuối mùa. Còn bộ anime tớ thấy hay nhất mùa có lẽ sẽ là Cô hầu gái rồng của Kobayashi. Cái này thì hơi bị thiên vị một chút vì tớ là fan cứng của bộ này. Và tất nhiên là các cậu cũng sẽ có những bộ mà các cậu thấy hay nhất mùa. Về bộ anime tệ nhất thì, xin lỗi Thám tử đã chết, bộ anime này sẽ phải nằm trong danh sách tệ nhất của tớ thôi. 4. Anime Thu 2021. Thu 2021 cũng chính là mùa vừa mới kết thúc trong năm nay. Và đây chính là mùa anime mà tớ thích nhất vì có quá nhiều bộ anime mà tớ mong chờ được lên sóng mà không khiến tớ thất vọng. Đối với mùa này, chúng ta ít được thấy sự quay trở lại của các bộ cũ, nhưng không có nghĩa là nó không nổi bật. Đặc biệt phải kể đến Thất nghiệp chuyển sinh mùa 2, cũng là mùa mà tớ đánh giá là hay hơn mùa 1, thể hiện nội tâm nhân vật cũng như những tình huống phát triển khá hay. Đặc biệt ở những tập phim có sự xuất hiện của yếu tố tình cảm gia đình đã khiến tớ suýt khóc, trong khi tớ không hẳn là một người quá thích thể loại isekai. Bên cạnh những ý kiến trái chiều về các yếu tố ecchi trong mùa 1, thì ở mùa 2, Thất nghiệp chuyển sinh đã tiết lộ nhiều hơn về kiếp trước của Rudeus và có chiều sâu hơn về câu chuyện. Bên cạnh sự quay trở lại thành công của Thất nghiệp chuyển sinh, thì những bộ anime mới cũng vô cùng đặc sắc. Ví dụ như Komi Can Communicate, Tales of Destiny, Mie Ruko-chan, toàn là những bộ sinh ra các waifu trong mùa này. Trong đó thì nhân vật Miko trong Mie Ruko-chan vừa đạt giải Best Girl của Anime Corner. Tuy khởi đầu với việc lạm dụng các yếu tố ecchi, mà tớ thậm chí còn quá bức xúc mà làm hẳn cả video để chê về vấn đề này. Nhưng về sau thì nhờ bám theo câu chuyện nguyên tác mà Mie Ruko-chan đã có sự chuyển biến, khiến nó trở nên có ý nghĩa hơn rất nhiều so với mức độ ecchi dày đặc ở đầu phim. Bên cạnh đó cũng có Tales of Destiny, có phong độ lên xuống thất thường về hoạt họa, có nội dung tập trung vào âm nhạc, khó tiếp cận người xem. Nhưng bộ anime đã có cái kết rất hoàn hảo, phải nói là siêu bất ngờ, khi tớ phải suy nghĩ đến việc tìm hiểu game để biết được phần diễn biến tiếp theo. Nói cách khác là Tales of Destiny đã thành công trong việc dẫn dắt người xem từ anime sang game, nhưng vẫn có một sự thật là Madhouse gánh còng lưng về mặt hoạt họa. Komi Can Communicate cũng là bộ anime rất hay trong mùa này, cũng có thể nói là bộ anime tớ thích nhất. Đặc biệt chỉ với tập 1 đã khiến tớ phải nổi cả da gà vì một phân cảnh chẳng có tí lời thoại nào.
Tuy khá thành công đối với cộng đồng anime quốc tế, nhưng phim lại có nhiều ý kiến trái chiều ở chính quốc gia của họ. Về vấn đề được nhắc đến nhiều nhất chính là mặt hoạt họa. Cái này thì tớ chỉ đọc trên các trang web bên Nhật, chứ không dám ý kiến gì. Ngoài ra thì mùa này chúng ta cũng có Osama Ranking, một bộ anime có hoạt họa trẻ con, nhưng nội dung thì trái ngược với vẻ bề ngoài. Blue Period, bộ anime tuy hay nhưng chẳng ai để ý. My Annoying Senpai, dễ thương, tình cảm nhưng mô típ đi theo lối mòn. Taisho Otome Fairy Tale, một bộ anime sinh ra không đúng thời. Đối với mùa này thì bộ anime nào cũng có độ nổi tiếng nhất định, nên tớ không chắc bộ nào có được sự ảnh hưởng lớn nhất. Còn bộ anime hay nhân mùa, có lẽ Call Me Can Communicate sẽ là sự lựa chọn của tớ, vì nó đã cho tớ những trải nghiệm rất mới trong quá trình xem phim. Bên cạnh đó thì tớ cũng khá thích Blue Period, một bộ anime truyền rất nhiều cảm hứng cho tớ, nhưng tiếc một chút là hoạt họa hơi bị cứng. Đối với bộ anime tệ nhất thì một lần nữa tớ không thể chọn được, đây có thể nói là mùa anime quá hoàn hảo để kết thúc mùa năm. Và đó là những cảm nhận của tớ, cũng như một vài sự kiện trong các mùa anime năm 2021. Một năm qua các cậu đã đồng hành với các bộ anime như nào? Hãy để lại ý kiến của các cậu ở phía dưới. Cuối cùng thì xin cảm ơn các cậu đã đồng hành cùng Wesuwe Anime suốt một năm vừa qua. Hãy cùng nhau tiếp tục chặng đường phía trước trong những năm tiếp theo nhé. Hẹn gặp lại các cậu trong năm 2022. Wesuwe out!